áp lực công việc căng thẳng, sếp chửi mà mau dọn dẹp suốt Rồi, ngày. Xin chào tất cả các bạn, mình là Lương Vinh Trà, đã từng là học viên của VBS trên Việt Nam. Hiện tại thì mình đang làm ở nhà hàng tại Đức. Mình đã sang Đức được hơn 4 tháng rồi và mình làm tại nhà cũng khá lâu tại Rostock. Đối với hành trình đến nước Đức của mình thì thực sự là gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì đối với mình tiếng Đức nó chưa bao giờ một ngôn ngữ dễ dàng cả. Nhưng mà mình cũng khá là may mắn khi mà biết đến được VBS trên Việt Nam. Ở đây thì mình được anh chị chuyên viên, giáo viên tại đây giúp đỡ mình rất là nhiều, từ phương pháp học tập cho đến ôn thi để mình có được tấm bằng B1 như bây giờ. Mình cảm thấy là khi mà chị đi trung tâm chọn mình cái đường này thì mình cảm thấy rất là may mắn, bởi vì mình gặp được quán như quán mình thì cả hai bà chủ đều thực sự là rất là nét, rất là tốt, và đồng nghiệp thì chỉ tận tay cho mình. Thực sự là họ, mình cảm thấy mình khá là may mắn bởi vì họ khá là tốt với mình. Nhiều bạn cũng hỏi mình là tại sao mình lại chọn cái ngành nhà hàng này. Khi mà mình ở Việt Nam thì mình cũng đã đi làm tại các cái nhà hàng tại Việt Nam mà mình cảm thấy đây là một công việc nó khá là phù hợp với mình. Mặc dù làm ngành phục vụ thì có thể sẽ chịu nhiều áp lực công việc căng thẳng, rồi sếp chửi, nói chung là lau dọn dẹp suốt ngày, nhưng mà mình cảm thấy mình lại khá phù hợp với công việc đấy và mình có thể làm việc tốt, nên là mình quyết định lựa chọn ngành nhà hàng để mình đến Đức. Và có một cái lợi thế nữa, mình muốn làm cái ngành nhà hàng là bởi vì mình muốn cái vốn từ vựng, vốn vốn tiếng Đức của mình lên thật nhanh và mình trau dồi nhiều tiếng Đức. Mình hàng ngày mình được thường xuyên giao tiếp với đồng nghiệp và bắt buộc phải thường xuyên giao tiếp với khách, thì mỗi người có một kiểu nói khác nhau, nên là mình có thể tiếp thu được khá là nhiều vốn từ vựng. Mình biết là hiện nay có nhiều bạn vẫn còn tò mò về việc đi du học Đức có xứng đáng với những gì mà các bạn đã bỏ ra hay không. Đối với bản thân mình thì mình cảm thấy khá là xứng đáng. Mình vừa đi học, mình vừa có thu nhập, thì đây là tất cả những chia sẻ của mình sau khi mà mình đã tới Đức, đã chinh phục thành công được nước Đức.